bắt đầu chẳng em phần bệnh lý van tim. Van tim thì chúng ta có bốn lá van, tức là van hai lá, van ba lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Thì đây khảo sát hai cái bệnh lý, hai cái van thường gặp mà nó nguy hiểm bệnh nhân là van hai lá và van động mạch chủ. Còn là van ba lá, van động mạch phổi thì chúng ta tự đọc thêm. Mà khi tổn thương van đó, thì mỗi lá van có thể là hẹp van hoặc là gây hở van, mà đôi khi nó vừa hẹp vừa hở trên cùng một lá van đó. Chúng ta không có khảo sát mà tổn thương phối hợp, chúng ta chỉ học bệnh lý từng van. Khi bệnh nhân có bệnh lý của van này cộng triệu chứng van khác thì chúng ta sẽ ra được bệnh lý nhiều van ha. Chính mình sẽ ghép với triệu chứng của bệnh lý van này với bệnh lý van kia là nó sẽ ra. Bây giờ bệnh nhân có triệu chứng của hẹp hai lá mà cộng triệu chứng của hở hai lá thì mình chẩn đoán bệnh nhân là hẹp hở hai lá. Còn nếu mà có triệu chứng hẹp hai lá rồi triệu chứng hở van mạch chủ thì chẩn đoán bệnh nhân là hẹp hai lá cộng hở van mạch chủ. Giờ khảo sát từng bệnh lý van. Đầu tiên làm ta khảo sát cái phần bệnh lý của van hai lá. Đầu tiên nó là bệnh lý hẹp lỗ van hai lá nha. Hẹp van hai lá tức là van hai lá nó mở ra không hết trong thời kỳ trung trương, nó hạn chế máu từ nhĩ trái xuống bích trái. Thì bệnh van hai lá cũng thường gặp, nó chiếm 40%, 43% bệnh tim, 99% mọi nhân hậu thấp đó. Tức là 99% là sao thấp cấp cấp. Thì hậu thấp thì người ta đọc cái bài thấp cấp cấp ở nhi, cấp cấp ở nhi. 99% hậu thấp nhưng mà chỉ có 70% mà có tiền sử đau khớp thôi nha, 30% mà không có tiền sử đau khớp, tức là 100% bệnh lý là hậu thấp rồi đó, nhưng mà chỉ 70% là có tiền sử đau khớp, 30% vẫn không có tiền sử không. Nữ chiếm đa số 70%. Cái này đều có cho thi hết, tức là bởi vì từ cái câu hỏi thi là cho từ câu chữ đầu đến chữ cuối nên nắm ra lưu ý, ví dụ như ghi tỷ lệ bệnh nhân là hậu hẹp van hai lá nguyên nhân hậu thấp chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì cho là 90-99 gì đó ha, 70 thì 60 thì mới đánh cho nó đúng, tôi cũng như 9% hậu thấp, chiếm 1% còn lại là do những bệnh lý khác. Thì nguyên nhân có thể là van hai bẩm sinh, ví dụ van lá hình dầu, tức là đứa trẻ sanh ra thằng người cái trên cái van hai lá nó có một cái màng nó che giống như cái dầu ấy, che thì nó làm máu từ nhĩ cái xuống nó cái không có được, là van hai lá hình dầu. Trường hợp này cũng đơn giản, mình phẫu thuật bỏ cái lớp lớp màng này ra thì nó hết. Và biến chứng gluten đỏ, mảnh sùi, viêm mảnh nhiễm trùng, u nhĩ cái, đó là những nguyên nhân khác đó. Giải phẫu của van hai lá thì chúng ta đọc lại trong cái phần giải phẫu. Thì cơ chế sinh lý bệnh là bình thường là máu từ nhĩ trái xuống thất trái rồi, sau đó thất trái bóp đưa máu đi lên phần bên trên của cơ thể trên não, đưa xuống phần dưới, nuôi từ ngực, bụng và tứ chi. Sau đó quá trình trao đổi oxy, sau đó máu về hệ tĩnh mạch ở phía dưới thì về là tĩnh mạch chủ dưới, ở trên thì đổ về tĩnh mạch chủ trên, đổ về dưới phải. Trong đó xuống thất phải, nó là vòng đại tuần hoàn. Để tuần hoàn là máu thất phải bóp đưa máu từ thất phải lên động mạch phổi, đưa bên hai phổi trao đổi oxy, sau đó nó theo bốn tĩnh mạch phổi nó về cái nhị trái, nó vòng tiểu tuần hoàn. Còn bệnh nhân hẹp van hai lá tức là van hai lá nó mở không hết trong thời kỳ trung trương, nó hạn chế máu từ nhĩ trái xuống bên trái, do đó mà hậu quả ở phía trước cái chỗ tắc này thì là gọi là đây là hậu quả phía thượng lưu, còn phía dưới này là hậu quả phía hạ lưu. Hậu quả phía thượng lưu tức là máu từ nhĩ trái xuống không, thất trái nó không xuống được thì nếu nhĩ trái nó làm cho nhĩ trái này to lên, nhĩ trái to lên, nhĩ trái này to lên đó, thì nó gây hai cái biến chứng là cơ học và biến chứng về điện. Thì những cái này to biến chứng về cơ học và nó sẽ gây ra là chèn ép cơ quan lân cận, ví dụ chèn qua thực quản bệnh nhân nút nghẹn, chèn vô kinh vực ngược thì bệnh nhân sẽ khàn giọng, cái là biến chứng về cơ học. Cái nữa là khi cái nhĩ trái này nó to thì máu ứ ở đây nhiều thì nó dễ hình thành những cục huyết khối trong cái buồng nhĩ trái. Cục huyết khối này hình thành ở đây nó không có được, nó nằm yên thì không sao, nếu mà rơi xuống thì nó gây cái hậu quả phía sau ở dưới này. Đó là biến chứng về cơ học. Biến chứng về điện học là khi nhĩ trái to thì mỗi tế bào cơ tim nó có thể hoạt động điện, khi nhĩ trái to thì nó gây ra các rối loạn nhịp. Chúng ta thường gặp nhất là cái rung nhĩ á, rung nhĩ với hẹp van hai lá là biến chứng về rối loạn nhịp, biến chứng về điện học.
ứ máu như trái, lâu ngày nó ứ máu trên mặt phổi, trên mặt phổi ứ máu mô mặt phổi, nó làm tăng áp lực mô mặt phổi. Người tăng áp lực mô mặt phổi thì quá trình trao đổi oxy đây nó sẽ giảm, cái đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng là khó thở, khó thở. Và là tăng áp lực mô mặt phổi nó gây vỡ một cái nơi nào đó, mạch máu nó vỡ ra thì thoát máu vào trong phổi, phế quản bệnh nhân kẹt ra ngoài đấy, đó là ho ra máu. Còn người tăng áp lực mô mặt phổi mà nó tăng ồ ạt, nó thoát huyết tương vào trong thế nang, bệnh nhân xùi bọt hồng ra ngoài đây, đó là bệnh cảnh phục hồi cấp. Ứ máu ở tĩnh mạch, ở mô mặt phổi lâu ngày sẽ làm ứ máu ở cái động mạch phổi, sẽ làm tăng áp lực động mạch phổi. Khi áp lực động phổi nó tăng thì thất phải nó phải bóp mạnh mới đưa hết lượng máu từ thất phải lên động mạch phổi. Khi nó bóp mạnh bóp nhiều thì lâu ngày cái thất phải nó sẽ suy, nó phải suy thì lúc đó bệnh nhân sẽ có là phù gan to để mạch cổ nổ. Còn khi suy tim thì ứ máu ở tĩnh mạch, thì máu tĩnh mạch này ứ thì nó hay dễ hình thành những cục máu đông ở dưới hệ tĩnh mạch, sau đó cục máu đông này nó lại đi theo hệ tĩnh mạch nó về cái nhịp phải xuống nó phải, sau đó lên động mạch phổi nó gây tắc động mạch phổi thì nó gây biến chứng là nhồi máu phổi. Còn nó hậu quả phía phía hạ lưu là sao, chỗ tắc này thì máu từ nhĩ trái xuống thất trái chỗ này nó hẹp, máu từ đây xuống đây nó xuống ít, do đó lượng máu xuống nó ít, do đó mà lượng máu từ thất trái đi ra để nuôi cơ thể nó cũng ít, nên do đó mà người bệnh hẹp van lá là có thể là chậm phát triển. Cái thứ hai là huyết áp thấp, cái tâm thu thì giảm trong trường người bình thường tạo nên huyết áp kẹt. Một cái hậu quả nữa là cái cục huyết khối ở trên nhĩ trái nếu mà nó bong ra thì nếu qua cái lỗ qua hai lá nó xuống thất trái đi bơm ra ngoài thì những cục huyết khối này nó đến cơ quan nào thì nó tắc cái cơ quan đó, nếu mà lên trên não thì gây nhồi máu não nha. Rồi xuống dưới này nó đến mình động mạch mạch treo tắc rồi mình mạch treo nhồi máu mạch treo xuống động mạch lách thì gây nhồi nhồi máu lách, xuống động mạch thận thì gây nhồi máu thận. Đó là cái cơ chế sinh lý bệnh của bệnh nhân hẹp của anh hai lá. Rồi giờ triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hẹp van hai lá thì có gì, thì triệu chứng tại tim á, tim bây giờ khi van hai lá này nó đóng vôi, đóng vôi nó hẹp nên đó mà khi đóng lại thì nó sẽ mạnh hơn bình thường, do đó mà nghe tim thì chúng ta sẽ nghe được tiếng trên một đanh nhé, một đanh. Cái thứ hai là van hai lá hẹp, máu từ nhĩ trái xuống thất trái nó đi chỗ rộng qua chỗ hẹp, máu từ đây xuống đây nó làm một khuấy động cho trần cục cơ, nó làm rung cái trần cục cơ, do đó mà chúng ta sẽ nghe được cái rung tâm xương ấy. Cái đó mà nghe tim thì chúng ta lưu ý là thực hiện xem ở mõm tim có tiếng trong một đanh không, có tiếng rung tâm trương không. Và cái thứ ba là khi van hai lá này nó đóng vôi nó cứng thì nó mở ra nó tạo tiếng kêu đó, gọi là tiếng lắc mõm van, cái đó mà thực hiện van hai lá mở ra thì van hai lá nó mở ra thực hiện trương nó mở ra tạo nên những tiếng kêu là tiếng lắc mõm van nhé. Thì đó triệu chứng lâm sàng để chúng ta chẩn đoán được bệnh nhân hẹp van hai lá là chúng ta nghe tim, em mẫm tim có tiếng trên một đanh không, tiếng rung trong trương không, tiếng lắc mở van không. Rồi khi hẹp van hai lá thì máu ứ ở nhĩ trái, ứ máu ở tĩnh mạch phổi, mô mạch phổi làm tăng áp lực vào mạch phổi, thì áp lực vào mạch phổi này tăng, do đó mà khi về thì tâm trương thì máu dồn từ động mạch phổi về thất phải nó đóng van động mạch phổi thì áp lực lên nó cao, do đó tiếng thứ hai nó sẽ mạnh, nó mạnh. Và cái thứ hai là cái tiếng thứ hai là đóng muộn hơn bình thường, do đó chúng ta sẽ nghe được là thứ hai mạnh và đánh đôi đánh đôi. Nói triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hẹp van lá thì có thể là nghe được tiếng trong một đanh rung trương, còn ở sờ rung tâm trương chẳng qua là rung trương cường độ lớn thì vẫn có sờ được rung miêu thôi, và có thể nghe được mỗi tiền tâm thu những tiếng lắc ngõ van. Nhưng thứ hai cạnh bên trái thì nghe tiếng thứ hai mạnh và đánh đôi. Quan trọng là tiếng cho một đanh rung trương và lắc mũi ba là ba triệu chứng chính để ta chẩn đoán được bệnh nhân hẹp và là nếu có cả ba thì càng chính xác, còn nếu không thì ít nhất với một trong ba cái này chúng ta mới chẩn đoán được bệnh nhân hẹp và hai lá. Rồi cận lâm sàng là chụp X quang thì chúng ta thấy là bên trái hình ảnh bốn cung với cung mạch chỗ bình thường, cung mạch phổi phồng có thể như trái cung mất cái thì mẫm tim là ra ngoài mà chết lên, chứng tỏ là cái thất phải có thể nó to to. Chụp thứ ba lý cản quang thực quản thì mụn ba dưới thực quản bị chèn ép, tức là do nhị trái nó to nó đè vô thực quản, chúng ta thấy thực quản bị chèn ép. Đây chụp X quang bên trái thì bên trái nhận bốn cung, cái cung cung trên là cung mạch chỗ bình thường,
cái khung giữa là khung là vào phổi thì nó trong phổng. Chúng ta xem lại cái hồng X quang thì chúng ta xem là tiêu chuẩn là khung mà phổi phòng mà như thế nào. Cái thứ ba là có tiểu dịch trái đây, thứ tư là nó khung dưới trái thì nó để là chết là ra ngoài và chết bên trên nha. Đây thì chưa rõ, khung bên phải thì nó hai ba trên nó sẽ to. Chúng ta xem lại cái tiêu chuẩn trên phim X quang nha, tiêu chuẩn của cái lớn nhĩ trái là như nào, tiêu chuẩn lớn nhĩ phải là tức là to hai ba trên thì to cái nhĩ trái, còn to bắt đầu mùng bờ dưới là to cái nhĩ phải thì trên, hoặc là đôi khi là bên 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 phải bờ dưới có nảnh bóng đôi, tức là một bờ này là của nhĩ trái, cái bờ dưới là của nhĩ phải, chúng ta ước lượng được cái nhĩ trái nó rất là to. Đây là chụp X quang, chụp thực quản cũng như uống baris cản quang, baris là một tấm kính nó chụp thiên nguyên thì bụng ba dưới thực quản thì nó không ngấm thuốc, tức là do cái gì cái người ta đè vô thực quản như đó mà thuốc không có động ở đây, nó động ở trên. Nên hiện nay thì ta không làm, người ta làm thêm tim mình thấy được gì cái sau rồi nó không có chụp cho cái thực quản cản quan nữa. Người điện trong đầu thì thêm mà hai bên lá anh hãy minh cái gì cái và thức phải nhé, sau đó tìm điện trong đầu xem có dấu hiệu gì gì cái nhé, giải thức phải không, mình phải đọc điện trong đầu cái gì tiêu chuẩn chẳng nói gì như cái trên đường tiên hoặc là vậy nó phải trên đường tiên. Đây là mô tả cái cơ bản tiêu chuẩn về những cái, ví dụ thấy ở V một cái số ba hai pha với pha âm lớn hơn không phải không bốn giây vừa hình ảnh nó trên một đến hai B rộng hình chữ M mà nó rộng lớn hơn không phải 11 giây nha. Vậy thất phải thì trục lệch phải ở V một R đến lớn một vừa là tiêu chuẩn sơ của lớp lông thất phải R V một lớp cái năm lớn 10 đó là cái gì thất phải. Ừ. Đây là chúng ta thấy chuyển đạo đều ở V1, chúng ta thấy điện trong đầu ở V1 này, không B ở V1 và B2 pha nè, pha dương pha âm, pha âm mới lớn hơn rồi. Nó rộng hơn 0,04 giây, nó sâu 1 ô thì cái diện của nó sẽ lớn hơn 1 mm². Đây là tiêu chuẩn của dạng nhịp trái nha. Dạng thức phải thì R là cho nó ở V1 với V1 hoặc R V1 cộng với V5 lớn 11, chúng ta thấy là dạng thức phải. Siêu tim phải xác định chính xác cái hẹp van lá, mức độ hẹp và cũng như xác định cái độ cứng của lá van để mà khi mà có chỉ định ngoại khoa thì phải dựa vào cái mức độ mà đóng vôi để chúng ta có thể là còn ngông van được hay là phải thay van, thì chủ yếu là người ta chẩn đoán bằng lâm sàng, còn siêu tim thì người ta thì tiêu chuẩn chính xác đó, nhưng mà chúng ta không có lệ thuộc vào siêu tim thì sẽ dựa vào lâm sàng, siêu tim đi chỉ giúp thêm mà nên cái đó chúng ta chẩn đoán bằng lâm sàng. Biến chứng của hẹp hai lá là gây loạn nhịp tim á, nhưng mà trong rung nhĩ mà rung thấp, rút tê nhĩ hoặc rung nhĩ. Biến chứng có thể gây tắc các động mạch, ví dụ tắc não, gây liệt như người tắc ở tim cũng có. Gây nhồi máu tim do huyết khối, nhưng mà tỷ lệ này ít. Hoặc là tai biến ở phổi, ví dụ gây khó thở, ho ra máu, phù cấp, hoặc là nhồi máu phổi, chi tim phải, thấp tim tiến triển và tái phát. Viêm nội mạc nhiễm trùng thì hẹp van lá có thể có biến chứng viêm nội mạc nhiễm trùng, nhưng mà giữa các bệnh lý van tim thì cái hẹp van lá là cái biến chứng gây viêm nội mạc nhiễm trùng là thấp nhất. Chúng ta cũng lưu ý để chúng ta làm khám nghiệm trong bạn có ghi, nhưng chúng ta cũng phải biết được là cái tỷ lệ viêm nội mạc nhiễm trùng do hẹp van lá thì rất là ít, trong đó nhận hở lá hở chủ hoặc hẹp chủ thì rất là dễ, còn hẹp van lá thì nó ít hơn, tức là hoàn toàn nói là tỷ lệ viêm mạng nhiễm trùng, biến chứng viêm mạng nhiễm trùng là bệnh lý nào mà nhiều, bệnh lý nào sau đây là ít gặp, ít gặp hoặc là ít nhất, biến tỷ lệ biến chứng ít nhất thì chọn nè, hoặc là tỷ lệ viêm mạng nhiễm trùng thường xảy ra ngoại trừ từ xảy ra những bệnh lý van tim khác, nhưng mà ngoại trừ thế viêm mạng nhiễm trùng do một van lá thì nó sẽ ít hơn. Điều trị thì chúng ta đi lâm sàng hướng dẫn cái điều trị, vì chúng ta không có thời gian điều trị bệnh lý hẹp van lá đâu, tức là điều trị rất là dài, tức là điều trị nội khoa, điều trị bao cơ, mà điều trị ngoại khoa thì chỉ định nông van là chỉ định thai van là nó rất là phức tạp, chứ không phải là dễ. Là phần điều trị chủ yếu đi lâm sàng hướng dẫn, còn điều trị nội khoa, nội khoa giữa cái hẹp van lá nó cũng khác với cái hở hai lá, chúng ta sẽ lưu ý là khi đi lâm sàng hướng dẫn phần điều trị thì chúng ta lưu ý học các phần này. Điều trị bảo tồn, tức là điều trị nội khoa của bệnh nhân bệnh lý van tim nó không có giống như các bệnh lý suy tim khác đâu.
Và giữa bệnh lý bên này với bên kia nó cũng không giống nhau. Bệnh lý van thứ hai, van hai lá thứ hai nó là ở van, van hai ở van hai lá tức là van lá đóng lại không kính trong thời kỳ đâm thu, hồi nãy là nó mở ra không hết rồi nó hẹp, giờ nó hở thì nó sẽ đóng không kính trong thời kỳ đâm thu, nó để dòng máu phục ngược từ cái thất cái lên cái nhị cái. Nguyên nhân thì đọc trong bài ha, hỏi lá cấp hỏi lá mạng từ đứt dây chằng, đứt cơ trụ, đoạn cơ trụ và lá nó van là tổn thương mạng tính. Bình thường là máu từ nhị trái xuống thất trái, đâm về thì tâm trương thì cái đâm thu thì thất trái bóp thì đóng van hai lá lại để đưa máu từ thất trái lên là mặt trụ. Trong trường hợp bệnh nhân ở van hai lá thì vì tâm thu thất trái bóp thì nó sẽ đưa máu từ thất trái lên là mặt trụ, bên cạnh đó là van hai lá nó đóng kín rồi đó sẽ đưa một dòng máu phục ngược từ cái thất trái về lên trên nhị trái, gọi là ở van hai lá. Cơ chế sinh lý bệnh là khi thất trái bóp nó đưa một lượng máu lên là mặt trụ, một lượng máu nó đưa từ cái thất trái lên và lên qua cái van hai lá lên nhị trái, do đó lượng máu đi ra ngoại biên nó không có đủ, do đó cơ thể bù trừ bằng cách là tăng cái tần số, tức là một lần một cái xe nó chở chở vật tư, mà chở một lần đầy xe bây giờ có chở cái nửa xe, cái đó vật tư ra ngoài nó không đủ, do đó mà cơ thể bù trừ bằng cách là tăng tăng bớp tăng tần số, mà tim mình tăng bớp mà tăng tần số thì lâu ngày nó sẽ làm cho cái thất trái này nó sẽ dày lên, rồi sau đó là nó giãn ra, rồi cuối cùng là mình luôn là cái suy tim trái. Nãy là hẹp van hai lá thì gây suy tim phải, còn hở hai lá thì gây suy tim trái. Hẹp hai lá thì ảnh hưởng đến nhĩ trái và thất phải, còn hở hai lá ảnh hưởng cũng ảnh hưởng nhĩ trái mà ảnh hưởng đến thất phải. Đây lưu ý hai cái bệnh lý đó, biến chứng khác nhau. Hay nói khác hơn là bệnh lý hẹp van hai lá là bệnh lý tim trái nhưng mà gây suy tim phải. Những bệnh lý khác ở tim trái là suy tim trái, nhưng chỉ riêng bệnh nhân hẹp van hai lá bệnh lý tim trái mà gây suy tim phải. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hở hai lá là chủ yếu là tôi nghe được là thâm thu ở mỏm, thâm thu này dạng tràn nhé, lan lên nách, lan sau lưng. Tiếng thở thâm thu này cường độ lớn thì lúc đó đây có sợ được cái rung thâm thu, không biết thâm thu chẳng qua làm hở thâm thu cường độ lớn nhé. Còn lâm sàng ta chia cái mức độ của âm thổi là 4/6 hay 3/6 dựa vào rung miêu, mà âm thổi mà có rung miêu thì âm thổi nó là 4/6 rồi. Còn ông nội nó lo to cách mấy mà lan ra cách mấy nhưng chưa có rung miêu thì nó cũng ở mức độ 3/6 thôi, do đó mấy cái rung miêu dẫn qua nó là cái âm thổi cường độ lớn. Khi bệnh nhân hở hai lá nặng thì chúng ta có thể nghe thêm tiếng thêm ba và rung tâm trương ngắn. Chúng ta lưu ý là triệu chứng của hở van hai lá này chứ không phải là biến chứng nặng, nó khác. Hở van hai lá mà gây suy tim nặng nó chưa chắc là hở hai lá nặng, do đó mới biết được là triệu chứng của hở van hai lá nặng chứ là nó sẽ nghe lên tiếng thứ ba và nghe được cái rung tâm trương ngắn, đó là triệu chứng của hở van hai lá nặng nha, đó phải là suy tim nặng. Cận lâm sàng thì em đang chụp X-quang thì mình thấy được cái nhị trái to, thất trái to ha, do điện tâm đồ thì tìm dấu hiệu về nhị trái và về thất trái. Siêu âm tim thì người ta vẫn đoán chính xác được cái hở van hai lá nhưng mình ta không lệ thuộc vào cái siêu âm tim ha. Mình lưu ý là khi siêu âm tim mình xem cái cơ chế của hở van ha, để biết là khi nào đó là hở van cơ năng, cái nào là hở van thực thể, chứ không phải là chia hở van từ 1/4 đến 4/4 mà biết cơ năng hay thực thể. Cái xem mới cơ chế hở van, nếu cả hở van mà nó gây ra giãn buồng tim, giãn vòng van, cấu trúc van hệ thống dưới van bình thường thì nó là hở cơ năng, còn là những phần khác thì nó là hở thực thể. Đây là điện tâm đồ thì mình thấy dấu hiệu về những cái ngày sống B từ 1 2 3 phải dương qua mình về cái về thất cái này tiêu chuẩn sơ lớp âm thất cái là B5 cộng với SP1 nó hơn 35. Giờ này RP5 nó là 1 2 3 4 ô, nhưng mà test 1/2 4 ô là 20 nhân 2 nó là 40, chứ RP5 cộng với SP1 nó trên 35 mà nội RP5 cũng đã 40 rồi. Đây là về thất cái, đây là về nhị trái và về thất trái, hẳn lá ảnh hưởng đến nhị trái và thất trái. Mà điều trị thì chúng ta đi lâm sàng hướng dẫn các phần điều trị, mà cũng có điều trị nội khoa và điều trị bỏ cọc hoặc là điều trị ngoại khoa. Cái bệnh lý van tim thứ hai đó là cái van động mạch chủ thì nó cũng có thể hẹp đơn thuần hoặc hở đơn thuần. Đầu tiên là cái hở hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ tức là van động mạch chủ nó mở ra không hết trong thời kỳ thâm thu, nó hạn chế máu từ thất trái ra động mạch chủ.
Tức là tại vì tâm thu thích cái bóp đưa máu từ thích cái lên lòng mạch chủ, nhưng mà bây giờ cái vai này nó mở ra không hết thì hạn chế máu từ thất cái lên mạch chủ. Do đó mà việc mà thất cái nó phải bóp mạnh để đưa máu từ thất cái lên mình chủ, tăng bóp lâu ngày thì nó làm dày thất cái và sau đó nó giãn thất cái, thì cuối cùng là bệnh nhân là suy tim trái. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hẹp qua mình chủ, bệnh nhân có thể là có mệt, suy gắng sức, ngất, cân đau thắt ngực, tức là lượng máu ra ngoài nó không đủ. Do đó mình thời lượng máu từ người tâm tương nó quay về để nuôi cái thất cái, thu tim cũng không đủ. Do đó bệnh nhân thiếu máu nuôi của động mạch vành, bệnh nhân sẽ có cơn đau thắt ngực, còn nhân có thể có khó thở, gắng sức, thì có biến chứng suy tim, rồi bệnh nhân mới đi khám bệnh. Nghe tim thì người ta sẽ nghe được âm thanh tâm thu dạng phục hình quả trắng lan lên cổ bên phải. Tức là nên là muốn chẩn đoán được bệnh nhân hẹp van chủ làm để nghe động thoại tâm thu nghe động thoại tâm thu trước đi, sau đó là dạng phục hình quả tám thì nghe sao đầu tiên cũng nghe được phải tâm thu mà nó lan lên cổ bên phải, nhưng tâm thu mà nó không lan thì coi như nó chỉ là cơ năng nữa, tâm thu thì nó phải lan. Đôi khi có nghe thể nghe được tiếng lít phun rồi là tiếng lít trong má, là tiếng thứ hai ở van động mạch chủ thì tiếng thứ hai nó mờ hoặc là mất. Huyết áp tâm thu thì thấp, tâm trương thì bình thường tạo nên huyết áp kẹt. Cận lâm sàng thì em dập bích quang thấy ảnh hưởng lên tim trái, là mỏng tim là xuống dưới ra ngoài của tất cả to. Rồi khi thấy được nguyên nhân của cái hẹp van động mạch chủ là cái đóng vôi, điểm tâm đầu là về thực cái, tức là hẹp van động mạch chủ là đến tất cả. Điểm tâm đầu là về thực cái giữa tăng gánh tâm thu. Thì cái của tăng gánh tâm thu là về cái những tê tê trái chiều của khúc bộ của đó, là về tăng cái của tăng gánh tâm thu hết. Về cái tăng gánh về về tăng cái có thể là tiêu chuẩn sơ vô lớp mất cái hoặc là tiêu chuẩn cột neo. Đây thì ta lấy tiêu chuẩn cột neo, cột neo R bên là cộng ấp thứ ba lớn hơn 20 đối với nữ và lớn hơn 28 đối với nam. Đây là ấp của V3 là 1, 2, 3, 4, 21, 11, 22. 22, S phần 3 22, nhưng mà cách thì có 1 phần 2 thôi. Nó nhân đôi lên S phần 3 nó là trên 40 rồi. Nếu là trên 28, nam hay nữ đều là về tất cả. Nhưng là R, A, V, L, S phần 3 lớn hơn 20 đối với nữ là về tất cả. Còn nam lớn hơn 28, nữ là về tất cả. Về tất cả, theo tiêu chuẩn cột neo. Về biến chứng của cái hẹp van là mình chủ là gây suy tim trái, làm nặng hơn nữa với suy tim đồng bọt, có thể gây lòng nhịp tim, gây viêm nội mạc nhiễm trùng và đôi khi nó gây độc tử, lượng máu ra ngoài nó không đủ, nó quay lại nuôi tim không đủ, đôi khi động viên tử vong là độc tử. Điều trị thì chúng ta đi lâm sàng thì mới hướng dẫn thêm cái điều trị. Nói chung bệnh nhân hẹp van chủ chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu nên điều trị triệu chứng tốt nhất là điều trị tốt nhất của các bệnh nhân hẹp van chủ là khi có chỉ định ngoại khoa thì thay van tim cho bệnh nhân là cách tốt nhất. Bệnh lý thứ hai của van chủ đó là cái hở van động mạch chủ, hở van động mạch chủ tức là van động mạch chủ nó đóng lại cung kính nên là thì tâm tương nó cho dòng máu phục ngược từ cái động mạch chủ về thất trái. Nguyên nhân thì đọc phân bản thì hở van mình chủ là bình thường là các cái bóp để đưa máu từ các cái lên mạch chủ, thì tâm trương thì máu dồn ngược từ động mạch chủ về 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 nó truyền các cái để nó đóng được cái van động mạch chủ. Động mạch chủ bây giờ hở van chủ là thì tâm trương máu dồn từ động mạch chủ về các cái đóng van động mạch chủ thì nó đóng không kín, do đó một dòng máu vùng ngược từ cái động mạch chủ xuống thất cái. Cơ chế sinh lý bệnh là khi máu mà dòng máu vùng ngược từ động mạch chủ về thất cái không được kỳ tâm trương, do đó làm cho lượng máu để nuôi các cơ quan nó không đủ, do đó bệnh nhân có thể là lượng máu ra không đủ, do đó quay về nó nuôi động mạch vành không đủ, do đó bệnh nhân có thể cơ năng không lực, lượng máu đi nuôi cơ quan nó không đủ, dụ lên não không đủ, bệnh nhân có thể là tối mạch hoặc là ngất. Rồi khi lượng máu phục ngược từ động mạch chủ về thất cái, cộng lượng máu từ cái nhĩ cái xuống thất cái, do đó nó làm cái nhĩ cái này
cái trái này cuối thì viện xương thì chứa lượng máu rất là lớn, nên nó gây cái giãn giãn di trái, giãn di trái. Thì vì tâm thôi thất trái bóp để đưa cái lượng máu từ thất trái lên một chỗ chỗ thì giờ thì lâu ngày là đầu tiên nó gây giãn, mình nó tăng bớt lâu ngày là bệnh nhân sẽ có tình trạng là suy tim trái. Thì triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán được bệnh nhân ở quanh chỗ chưa, cơ năng nên có thể là hồi hộp đến chấn ngực trên động mạch, tức là do phản xạ của cơ thể là tim nó lượng máu nó nhiều, nó không bóp mạnh, cái này đừng nó phải đập nhanh đó, bệnh nhân là tim đập mạnh hồi hộp đến chấn ngực. Khi nghe tim thì người ta sẽ nghe được là làm hỏi tâm tương ở quanh mình chủ nghe làm hỏi tâm tương. Đặc điểm của tâm tương này là em dịu và xa xăm, lan dọc và trái xương đất. Rõ nhất là khi bệnh nhân ở tư thế ngồi và hơi cúi ra phía trước, thì lúc đó cái động mạch chủ với cái van động mạch chủ nó thẳng thẳng gốc, do đó mà cái lượng máu nó dồn về rất là mạnh, thì lúc đó anh hỏi nó rõ hơn. Đã lưu ý là phải lên sàn cũng hay hỏi, ví dụ như cái tư thế nào để nghe được ở tâm trương trong hỏi chủ, mà tư thế nào mà rõ nhất, ngồi và tư thế ngồi hay tư thế nằm, ba tư thế là khô lơ gì đó, nó chọn thì tư thế ngồi mới đúng. Nghe nó dễ mà nó sẽ rõ. Mà đôi khi ta nghe được hỏi tâm thu đi kèm rồi, tức là lượng máu mà nó phục ngược về cái thất trái nhiều thì vì tâm thu lượng máu rất nhiều nó đi ra được mình chỗ, thì lúc đó là nó cái hẹp tương đối của ba mình chỗ đó, đôi khi ta nghe được hỏi tâm thu đi kèm. Rồi, tiếng thứ hai qua mình chủ là do nó phục ngược, nó đóng phục ngược lại đi về thất trái gì đó, đóng quanh là mình chủ nó đóng lại không kín, cho nó cái hai nó sẽ mờ hoặc là mất ở mõm tim. Đôi khi ta nghe được tiếng rung lung cương thì là tiếng lung linh, và có thể nghe tiếng một tiếng hoặc bốn. Tức là hở chủ là máu phục ngược từ động mạch chủ về thất trái, máu đi về từ chỗ rộng qua chỗ hẹp, chỗ rộng thì nó sẽ tạo nên một phần tâm trương. Lượng máu đi ngược từ động mạch chủ về thất trái, mình tạo thời tâm trương lại cộng lượng máu từ vị đánh cái chúng ta cái nó cuối tâm trương, lượng máu đây rất là lớn. Thì cái âm thu thì thất trái khi bóp đưa hết đường máu từ thất trái lên động mạch chủ trở lại, thì lúc đó là máu đi từ chỗ rộng qua chỗ hẹp tới chỗ rộng, thì lúc đó chúng ta sẽ nghe được một âm thổi tâm thu đi kèm. Còn rung linh á, tại vì tâm trương là máu từ vị trái tới thất trái, bây giờ ở chỗ thì cộng lượng máu từ cái động mạch chủ về thất trái, cái hai dòng máu này xuống cùng lúc. Mà khi dòng máu từ cái động mạch chủ về thất trái nó lại đè vào lá sau của van hai lá, do đó mà làm cái van hai lá mở ra không hết, do đó mà hai dòng máu đi xuống mà cộng với nó đè vào đây thì nó khuấy động dây chằng gập gờ, nó tạo cái rung, nó nghe được cái rung tâm trương trong bệnh nhân hở van chủ rồi rung linh. Đặc điểm nó là rung tâm trương nó xuất hiện ở đầu thời kỳ tâm trương, nó khác với rung trương của cái hẹp hai lá. Rung trương là chiếm toàn thời kỳ tâm trương, còn rung linh là ở đầu thời kỳ tâm trương. Thì lúc đầu mới đầu nghiệm trương thì dòng máu hai dòng máu từ nhĩ cái xuống thân cái và dòng máu từ động mạch chủ về thân cái nó mới mới mạnh, thì nó xoáy được lúc đây áp lực lên nó cao thì mới đè được cái lá sau van hai lá. Còn giữa với cuối tâm trương thì áp lực hai bên nó bằng nhau, thì dòng máu thì nó xuống đều đều mà rất là nhẹ, thì nó không có quấy động dây chằng động cơ được, từ đó mà nó không nghe được rồi ở giữa và cuối tâm trương, nó rung trương chỉ nghe đầu từ tâm trương. Đó là nó phân biệt giữa bệnh nhân hở chủ đơn thuần hay bệnh nhân hở chủ cộng với hẹp van hai lá, dựa vào cái rung trương là chiếm hết thì rung trương là có hẹp hay là rung trương chỉ xuất hiện ở đầu thì rung trương là cái rung linh với hở chủ đơn thuần. Bên cạnh đó bệnh nhân hở van chủ đó thể bệnh nhân có những dấu hiệu ngoại biên, tức là những bệnh nhân hở chủ đơn thuần mà chưa biến chứng, rõ nhất bệnh nhân đầu động mạch cổ nhảy đập làm đầu bệnh nhân gần đùi theo nhịp tim đó, thì mất xét và sờ động mạch quay thì mình quay nảy mạnh dìm nhanh rồi là mạch cô đi ra, hoặc là mình nhìn vào cái đầu ngón tay bệnh nhân thì nó sẽ đậm lại theo nhịp tim, nó gọi là dấu hiệu nhắm nháy đầu ngón tay, gọi là mạch màu quẩn khuynh. Hoặc là chúng ta soi cái đèn vào lưỡi gà bệnh nhân thì nó cũng đậm lại theo nhịp tim, thì âm thu thì nó đậm thì cũng tương lại dấu hiệu Müller ha. Và nghe động mạch đùi, mình lên đùi thì chúng ta nghe được thổi đôi, gọi là thổi Duragen. Còn đau áp bệnh nhân, đau áp ngoài cánh tay thì có tâm thu bình thường hoặc tăng, có tâm thương thì nó giảm, tạo nên cái khoảng gian cách giữa tâm thu và tâm thương.
như bệnh nhân bình thường huyết áp 120 trên 70, trong nhân thể chủ thì lúc đó đâu có thể là 140 trên 40 hoặc 140 trên 20 mới chuyển hơn được. Và người đau quá động mạch đùi so với quá lắm động mạch cánh tay quá là mình đùi lúc đó lúc này nó sẽ cao hơn quá lắm động mạch cánh tay là trên 60 mới chuyển hơn. Bình thường đó là mình đùi cao hơn quá là mình bay từ 20 đến 40 thôi, trong lâm nhân thể chủ thì nó cao hơn trên 60 tức là bình thường là ở tay là 120 trên 70, ở chân là 160 trên 80 chẳng hạn. Trong nhân hóa chỗ thì lúc đó là ở đường đó 200 trên 80. Trên cánh tay thì có 140 trên 20. Chứ là quá là mình đùi nó cao hơn, quá là cánh tay là trên 60 đó chẳng hạn. Thì tuy nhiên cái dấu hiệu ngoài biên này lúc đầu có thể có mà thời gian sau có thể mất, ví dụ như mình nên có biến chứng nha, ví dụ biến chứng suy tim thì nó sẽ mất, nên là có bệnh lý van tim khác đi kèm nó cũng mất, và có bệnh tăng áp đi kèm thì cũng mất đi dấu hiệu. Lưu ý là phải nhớ là thứ nhất là phải biết được dấu hiệu ngoài biên của hở van mình chủ là cái gì, và cái này là dấu hiệu ngoài biên này có thể mất trong những trường hợp nào thì đánh giá nghiệm cũng phải lưu ý là đánh vô thì nó đúng. Mình cần nghiêm càng thì ra điểm tâm đầu cho bệnh nhân hở chủ thì chúng ta thấy được dấu hiệu là tìm xem có dấu hiệu gì thật trái, đôi khi có thể thấy dấu hiệu thiếu máu cơ tim dễ cái trong gánh tâm trương và dễ cái trong gánh tâm phu nữa khác nhau, khác nhau chi tiêm tâm phu và chi tiêm tâm trương dễ cái trái giữa trong gánh tâm trương nó dễ cái trái như STT cùng diệu bước phù hợp đó thì gọi là dễ cái trái giữa trong gánh tâm trương, còn dễ cái trái giữa trong gánh tâm phu bệnh nhân dễ cái trái như STT trái chiều bước phù hợp đó rồi là dễ cái trái giữa trong gánh tâm phu rồi lúc đó là gọi là có STT thứ phát. Bây giờ cái chúng ta sẽ tiêu chuẩn sơ vỡ lớp rộng có cái RV5 ở trong 1.35 thì nó được đặt cái nó tê tê cùng diễu một bộ vỡ về hình thái chữa tăng gánh tâm trương. Những bệnh lý khác thì nói về cái chữa tăng gánh tâm trương trước khi mà suy tim giai đoạn cuối thì nó mới về cái chữa tăng gánh tâm trương, nhưng mà riêng ở chỗ thì nó về cái chữa tăng gánh tâm trương ngay từ đầu. Biến chứng của cái não chủ nó gây suy tim á, suy tim cải trước nặng, suy tim nhồi máu, nó gây ra cái máu nuôi động mạch vành, nó có thể gây độc tử. Điều trị đi lâm sàng hướng dẫn cụ thể cái điều trị đó, bảo toàn cái bệnh nhân não chủ nhồi và cái điều trị khoa nữa. Tất cả những bệnh lý bệnh nhân có bệnh lý van tim đều trị lớn nhân đến cơ sở ngoại khoa để khi nào có chỉ định tùy theo bệnh lý cái trường hợp nào tùy nhau chỉnh sửa van nông van gì làm nào là phải thay van nhé. Đó là những phần cơ bản của phần bệnh lý van tim. Em muốn hỏi gì thêm không?